Phương pháp thứ nhất, đây là cái phương pháp mà người ta hay dùng nhất và ở mức độ đơn giản nhất. Đó là chúng ta chứa một cái danh sách gồm hai cột thôi. Một cái cột là mật khẩu, một cái cột là tên. Đó, và cái file này thì admin có quyền đọc. Đơn giản như vậy thôi. Chúng ta sẽ có cái file hai cột nha. Một bên là tên, bên mật khẩu. Và khi người ta đăng nhập vô thì chúng ta lấy cái thông tin đăng nhập chúng ta dò trong cái file này. Khớp trường hợp nào thì chúng ta xem như là người đó được xác thực. Được xác thực. Tuy nhiên cách làm này nó có cái nhược điểm là gì? Nếu như cái quyền mà mình thiết lập không hợp lý, không đúng thì người khác có thể đọc được cái file đó, cái file này, người khác có thể đọc được. Và nếu như người khác đọc được thì coi như là xong, phải không? Toàn bộ cái dữ liệu của hệ thống là nó nằm trong đó hết. Trong trường hợp này có nghĩa là ta không có mã hóa gì hết á, không mã hóa gì cả nha. Thì người ta đọc vô một cái là người ta biết, tức là tất cả cái bảo mật ở đây nó được kiểm soát bởi cái quyền, đó là gì, là chỉ cho root hoặc là admin có quyền xem thôi. Đó, nhưng mà vì lý do gì đó cái tài khoản này bị lộ ra thì coi như toàn bộ cái mật khẩu và user người khác sẽ biết hết. Đó là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai thì người ta sẽ không chứa mật khẩu, nhưng mà người ta sẽ chứa những cái yếu tố hoặc là chứa cái gì đó được suy ra từ mật khẩu. Tại vì nếu chứa mật khẩu mà cái file chứa đó nó bị lộ ra, người ta đọc vô người ta biết hết. Cho nên bây giờ để giảm cái mức độ thiệt hại nếu như cái file mà chúng ta đặt quyền ấy, mà nó bị lộ ra, thì chúng ta sẽ người ta đọc người ta cũng không hiểu đó là cái gì đó. Nhưng thực ra là người ta không mã hóa nha, người ta sẽ không chứa mật khẩu nhưng mà chứa một cái gì đó được suy ra từ mật khẩu. Thì cái cách làm là gì? Cách làm là người ta sử dụng một cái hàm hash một chiều, sau đó mới chứa cái kết quả. Đó. Và rồi cái file mật khẩu này thì nó chỉ có root hoặc là admin thì mới có quyền sử dụng thôi. Tức là đây chúng ta hiểu là ở trong cách 1 á, ở trong cách 1 thì người ta chứa thành hai bảng hai cột. Cái cột này là username, cái cột bên này là password. Đó. Và ở trên này thì chọn chỉ có gì, chỉ có user root là có quyền thôi, còn các user khác không có quyền gì hết. Như vậy thì khi mà xác minh hoặc là chứng thực thì chỉ có user root đọc cái file này thôi. Tuy nhiên cái này thì nó có dở như là chúng ta nói đó, nếu như cái hệ thống quyền mà chúng ta cấp không có phù hợp á, người dùng bình thường người ta cũng xem được á, thì coi như là lộ hết ra. Đó. Thì cái cách thứ hai là gì? Cách thứ hai thì nó cũng làm giống giống như vậy nha, cũng làm giống như vậy, nhưng thay vì chứa mật khẩu là user nha, thay vì chứa mật khẩu thì người ta chứa một cái giá trị, tức là password nha. Thay vì chứa mật khẩu thì người ta chứa một cái mã đại diện cho mật khẩu. Thì cái mã này ta gọi là mã hash. Mã hash. Tức là tôi lấy cái mật khẩu này tôi đưa vào một cái hàm hash. Hash. Để tôi tạo ra cái mã hash. Tôi chứa là chứa hash. Đó, chứa hash. Như vậy nếu như cái quyền mà nó bị lỗng, tức là người ta có thể đọc được cái file này, thì người ta có thể thấy tên user, nhưng mà cái mã này thì người ta chẳng hiểu gì cả. Chẳng hiểu gì hết. Thì cũng là một biện pháp để bảo vệ. Chưa? Vậy thì chúng ta sẽ nói một chút về cái hash này. Các em lưu ý là cái hash này nó là hàm hash, nhưng mà mật mã học, cryptographic hash, chứ nó không phải là hash mà chúng ta đã học ở trong cái môn cấu trúc dữ liệu. Hai cái này khác nhau nha. Hash của một mã học đó, thì thí dụ ở đây các em chúng ta có cái mật khẩu, chúng ta qua hàm hash thì chúng ta sẽ có một cái chuỗi, và cái chuỗi này thì nó có độ dài cố định. Độ dài cố định.
Nhưng mà cái hàm này có đặc tính đó là đây là độ dài cố định, nhưng mà nó chỉ mang tính cách là đại diện cho cái này thôi, chứ người ta không thể từ cái chuỗi này mà người ta suy ngược ra cái này được. Tức là cái này chỉ là một chiều thôi, người ta là one way thôi, tức là từ đây tạo ra cái này, còn từ đây không thể sinh ra cái chuỗi gốc này được. Thì cái hàm hash này nè, nó sẽ có những cái đặc tính như vậy để có thể đáp ứng được cái việc mà chúng ta bảo mật cái mật khẩu á. Thì cái hàm hash sẽ có những đặc tính sau. Đặc tính thứ nhất đó là kháng tiền ảnh, pre-image resistance, kháng tiền ảnh. Có nghĩa là khi chúng ta có cái giá trị hash thì chúng ta gần như là không thể tính ra được cái giá trị gốc ban đầu. À, cái việc này nó sẽ làm cho hacker không thể từ cái giá trị hash mà có thể tính ra được cái không thể tính ra được không thể suy ra được cái mật khẩu lúc đầu. À, tính là tính kháng tiền ảnh. Cái tính thứ hai ta gọi là collision resistant hay là collision free. À, tức là rất khó nha, rất khó để có thể tìm được một cái chuỗi thứ hai mà sử dụng chung một cái hàm hash nhưng mà sinh ra chung một giá trị hash. Tức là ban đầu tôi có mật khẩu, tôi đưa qua hàm hash thì chúng ta nhận được một cái chuỗi hash nha. Ta tạm gọi là hash string. Một cái chuỗi hash. Thì độ dài là bao nhiêu đó thì nó sẽ thuộc vào cái hàm hash mà chúng ta sử dụng ở đây. À. Thì giả sử cái password là password 1 đi. Thì cái tính gọi là kháng đụng độ đó, tức là collision free đó, nó có nghĩa là rất khó để chúng ta có thể chọn một cái password khác. Ví dụ password 2 chẳng hạn. Chúng ta đưa qua hàm hash mà nó sinh ra cùng một cái chuỗi hash này. Thì cái tính chất này nó sẽ giúp cho là gì? Khi mà hacker người ta nhìn vô đây, người ta rất là khó để có thể chọn một cái password khác, một cái giá trị chạy qua cái hàm hash này mà sinh ra cùng một cái kết quả. Tại vì nếu mà có cùng kết quả thì người ta chọn được cái giá trị này. Vì bây giờ này, khi mà tôi chứa mà chúng ta chứa giá trị hash như vậy đó thì hacker người ta muốn muốn crack mật khẩu thì người ta sẽ crack như thế nào? Thì các em lưu ý là người ta không thể từ cái giá trị hash mà suy ngược ra cái mật khẩu ban đầu như lúc nãy chúng ta đã nói. Cho nên bây giờ người ta chỉ có thể hash bằng bằng cái cách là thử thôi. Thử thì có hai cái phương án để thử. Một là thử bằng từ điển, hai là brute force, ta gọi là vét cạn. Trong cái phương pháp dò theo từ điển á, là hacker sẽ lấy ra một cái từ điển. Thì cái từ điển này thực chất nó có thể nó người ta thường người ta không lấy cái từ điển tiếng Anh bình thường, mà người ta sẽ phải đi sưu tầm cái từ điển những cái từ mà hacker mà admin á, thường hay đặt cho các cái thiết bị của mình. À, thì kêu lên mạng kêu tìm kêu thấy là người ta cung cấp cả những cái thư viện này luôn, những cái từ điển đó, những cái từ khóa mà hacker hay dùng hoặc là những mật khẩu hay dùng được sử dụng để đặt tên cho các cái thiết bị. À, các em lên mạng các em tìm sẽ có. Và bây giờ thì hacker muốn tấn công một hệ thống nào đó thì vì vì cái mã hash này nè, người ta không thể suy ngược lại cái này, cho nên bây giờ người ta mới dò mật khẩu bằng cách là gì, là người ta tấn công vào từ điển bằng cách là người ta lấy những cái từ này ra rồi người ta hash thử, hash ra rồi sau đó người ta mới lấy cái giá trị hash đó người ta dò trong cái mật khẩu mà chúng ta là người ta đang lưu trữ. Thì nó khớp với trường hợp nào thì cái từ đó chính là mật khẩu. À, thí dụ ở đây các em thấy là thì tôi hash apple chẳng hạn, tôi hash blueberry, tôi hash just in beer chẳng hạn, tôi hash hết ra thì các giá trị này nó so có thể là không khớp coi như là fail đó. Nhưng mà khi người ta hash tới cái từ là secret nhưng mà viết theo cái kiểu lit speak nha, secret mà viết theo kiểu lit speak thì cái hash của nó là giờ khớp với lại cái giá trị hash lưu trong database. Cho nên trong trường hợp này là coi như là bẻ thành công. Đó là dò theo từ điển là như vậy đó. Thậm chí là người ta có thể bẻ trước. Tức là rảnh rỗi đó thì người ta chạy người ta dò và người ta ghi lên cái file. Rồi sau đó khi cần tấn công đó, thì cái chương trình nó chỉ lấy cái giá trị hash ra nó so với cái hash ở trong
trong database thôi, khớp cái nào thì coi như mật khẩu là người ta tìm ra đó. Chứ không cần thiết phải đến cái lúc mà cần bẻ khóa thì người ta mới bẻ nữa, mà người ta sẽ dò trước luôn, người ta tạo hash trước luôn. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là sử dụng phương pháp vét cạn. Thì trong phương pháp vét cạn thì người ta lấy cái tổ hợp ký tự, rồi người ta thử từng trường hợp. Thí dụ như là giả sử như cái mật khẩu là thử bốn bốn ký tự chẳng hạn, thì người ta thử AAAA, rồi thử AAB, AAC, vân vân, thử tất cả trường hợp. À, đến khi nào mà thấy khớp thì coi như là tìm được nha. Thì thật ra cái này nó rất là mất rất nhiều công sức trong cả hai trường hợp. Cái này thì nó đỡ hơn vì nó dựa đến đặc tính là gì, là người dùng thường là sẽ đặt những cái mật khẩu dễ nhớ đó, cho nên là mà mật khẩu dễ nhớ thì hiện nay đã được sưu tập trong từ điển hết rồi, cho nên là các em lên mạng các em tìm, người ta sẽ cho những cái từ điển này, thậm chí là cái từ điển kích thước dung lượng nó có thể đến vài trăm ghi, vài trăm ghi nha. Đó, mà trong đó thì người ta đã chứa giá trị hash sẵn rồi. Thì nó sẽ, chúng ta có thể thử, tôi lấy ví dụ nè. Bây giờ thí dụ tôi muốn mã hóa một cái chuỗi tôi đi học. Tôi muốn mã hóa cái chuỗi này bằng em đi năm chẳng hạn. OpenSSL là một cái tool sau này chúng ta dùng rất là nhiều để chúng ta sinh ra các cái mã. Thí dụ tôi dùng mã MD5, MD5 tôi ghi như vậy. Đó, thì chúng ta thấy đây là mã MD5 của chuỗi tôi đi học. Nhưng thực ra là kem đấy, kem tính ngược lại không ra đâu. Tính ngược cái này ra là không thể nào so suy được cái chuỗi này được. Đó. Bây giờ tôi có thể thử mã SHA, ví dụ SHA 128 chẳng hạn. Mình không có 256. Đây là SHA-256, 256 bit. Đây là SHA-256. Rồi chúng ta có thể thử SHA-512. Năm trăm mười hai có nghĩa là 512 bit. À, nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là cái sau này các em sẽ thấy là cái độ dễ bit nó càng lớn nè, thì cái thời gian mà để dò mã nó càng lâu, và như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái mã nó càng an toàn. Như lại như vậy là chúng ta chỉ có MD5 hoặc là SHA-256 hoặc là SHA-512. MD5 thì giờ đã không an toàn nữa. Đó thì cái này là chính là cái kỹ thuật mà chúng ta nói lúc nãy, người ta sử dụng cái bảng lookup, tức là bây giờ người ta sẽ tính trước cái giá trị hash của những cái từ, những cái password mà người ta hay dùng. Sau đó chỉ đi tìm thôi, không cần phải mất công làm lại từ đầu nữa, cái thời gian nó sẽ nhanh hơn. Và ở đây thì tôi có thống kê một số cái ví dụ để các em thấy là những cái mã như là MD5 bây giờ nó không an toàn nữa. Ví dụ 500/2013 chẳng hạn, thì ba cái tác giả người người Trung Quốc này nè đã có thể bẻ được cái mã MD5. Cái đặc tính gọi là collision resistant đó, bây giờ nó không hiệu lực đối với MD5 nữa. Tức là người ta có thể tạo ra một cái chuỗi hash, một cái chuỗi gốc, một cái chuỗi ký tự mà khi hash ra thì nó sẽ có giá trị giống như một cái giá trị mà người ta đang 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 muốn bảo mật. Đó. Và cái tấn công này nó có thực hiện, tức là nếu mà cái này 18 120, cái giá trị bit là 128 bit ấy, 128 bit thì người ta có thể bẻ chỉ trong thời gian dưới 1 giây thôi. Đó, ba cái tác giả người Hoa. Đó. Hoặc là thí dụ như là đối với mật khẩu mà 6 ký tự ngẫu nhiên gồm chữ Hoa, chữ thường và chữ số. Tức là nó sẽ có khoảng chừng 62 mũ 6 mật khẩu dựa trên cái tổ hợp này. Thì hiện nay là người ta có thể bẻ dưới 10 phút. Đó. Còn nếu mật khẩu mà 8 ký tự nha thì người ta sẽ cần khoảng 6 ngày để có thể dò mật khẩu. Để coi vậy chứ cái này thực ra là các em thấy là hiện nay Windows người ta yêu cầu nếu mặc định á là tối thiểu là 8 ký tự là nó xuất phát từ cái thí nghiệm này đây nha. Tức là thời gian cũng khá là lâu, phải 6 ngày, trong cái này chỉ 10 phút là xong. Thế bây giờ chúng ta sẽ
Nói lại cái này một chút. Trong cái phương pháp mà chúng ta sử dụng hash thì nó có một cái vấn đề, đó là sẽ có cái vấn đề đó là nếu như chúng ta có hai user sử dụng chung mật khẩu, không phải chung mật khẩu mà mật khẩu giống nhau, user A cũng dùng mật khẩu này, user B cũng dùng mật khẩu này, thì cái giá trị hash này, giá trị hash của hai cái user này chắc chắn là nó sẽ giống nhau. Đó. Khi mà chúng ta dùng cái mã hash thôi thì nó sẽ có cái tình trạng như vậy. Thì cái tình trạng này nó cũng phổ biến nha, nó cũng phổ biến. Cho nên là nếu như hacker mà người ta vô tình người ta phát hiện ra là trong cái bảng hash của database nào đó mà có nhiều giá trị giống nhau, có nhiều giá trị giống nhau, như vậy rõ ràng là người ta chỉ cần dò một lần thôi là người ta có thể thu thập được một cái dữ liệu khổng lồ ha, về cái giá trị mật khẩu. Tức là ở đây, thí dụ ở đây tôi lấy ví dụ là hai người thôi, nhưng mà ví dụ trong cơ sở dữ liệu đó có 100 user, nhưng mà đó trong đó là 10 người là đặt mật khẩu giống nhau, ví dụ như vậy, thì hacker sẽ rất là khỏe, tại vì chỉ cần dò một người thôi là xong. Đó. Vậy thì để tránh cái tình trạng đó thì sao? Để tránh tình trạng đó thì sao? Cũng như là để làm cho cái việc mà lookup table nó khó hơn. À, chúng ta thấy là trong cái hồi nãy chúng ta nói là một trong những cái biện pháp mà hacker người ta có thể dùng để bẻ mật khẩu, đó là người ta sử dụng cái lookup table. Thì cái nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là người ta cứ đi tạo hash, người ta tạo ra một cái bảng hash của những cái mật khẩu thường dùng trước. Rồi sau đó thì vào trong cái database nào đó thì người ta chỉ phải đi tìm cái hash, tìm cái giá trị hash nào khớp thì suy ra mật khẩu. Thì cái cách làm đó nó sẽ làm cho hacker người ta có thể bẻ rất là nhanh. Đó. Vậy thì để tránh cái chuyện đó thì làm sao? Thì bây giờ người ta sử dụng một kỹ thuật thực ra nó cũng rất là đơn giản nhưng mà khá hiệu quả, đó là salt. Đó. Salt tức là ta hiểu nó là muối. Tức là cái người ta dùng cái tượng hình hình tượng là muối, tức là sao? Tức là đối với mỗi mật khẩu thì trước khi đi hash người ta sẽ ghép vào cái mật khẩu đó một cái chuỗi ngẫu nhiên. Ghép vào một chuỗi ngẫu nhiên thì có thể là nằm đằng trước hoặc nằm đằng sau gì đó. Sau khi ghép xong thì người ta mới hash. Sau khi ghép xong thì mới hash. Thì ở đây tôi ký hiệu đây chẳng hạn. Điều đây là cái mật khẩu ban đầu. Thì thay vì chúng ta chỉ hash mật khẩu thôi thì bây giờ chúng ta sẽ hash cả cái mật khẩu này ghép với cái giá trị salt. Thì khi ghép với giá trị salt như vậy đó thì toàn bộ cái giá trị mới này nó sẽ là cái giá trị ngẫu nhiên, và với mỗi user cho rằng các user này có thể đặt mật khẩu giống nhau. À, nhưng mà mỗi user thì người ta gán vào cái giá trị salt ngẫu nhiên thì cái giá trị hash ra của từng user sẽ khác nhau. Thì khi mà dùng hash như vậy thì nó giải quyết được hai chuyện. Chuyện thứ nhất đó là cái giá trị hash bây giờ nó không phải chỉ là cái mật khẩu này không, mà nó là giá trị salt nữa, cho nên cái việc mà lookup table nó sẽ không có tác dụng nữa. Đó là yếu tố thứ nhất. Thứ hai là khi mà chúng ta dùng giá trị salt khác nhau cho từng user thì rõ ràng giá trị hash ra luôn luôn khác nhau bất kể là các user đó đặt mật khẩu có giống nhau hay không. Thì cái giải pháp rất đơn giản, tuy nhiên nó là rất hiệu quả và hiện nay người ta dùng cái này là chính. Và trong cái cơ sở dữ liệu về username password của Linux ấy, thì người ta sẽ chứa theo kiểu này. À, người ta sẽ chứa theo kiểu này. Bây giờ tôi sẽ nói luôn về cái cách mà người ta lưu trữ cái giá trị cái mật khẩu ở trong Linux. Trên Linux thì người ta quản lý user như sau, người ta có hai file. Một file là file etc password. Etc password. Thì cái file này nó sẽ chứa thông tin về user. Mật khẩu user thì không chứa trong này. Mật khẩu user thì chứa trong cái file là etc shadow. À.
Và nó có cái đặc biệt là cái file này nè thì tất cả mọi người đều có thể xem, lát nữa chúng ta sẽ xem. Còn etc shadow thì chỉ có root mới xem được thôi. Như vậy để bẻ cái mật khẩu này thì rõ ràng là nó cũng không phải đơn giản, chúng ta phải có quyền root. À, bây giờ chúng ta sẽ xem nha. Đây, thí dụ đây là cái máy tính của tôi, máy tính Linux. Bây giờ chúng ta thử xem cái file này, xem là chúng ta có quyền gì. etc pass. À, chúng ta thấy cái file này nhé, etc password nằm trong password nằm trong etc. Owner là root và cái quyền của owner là read write. À, ở đây vì nó là file, file này là file text bình thường thôi, không có thực thi được. Cho nên chúng ta thấy không có quyền X. Và như vậy là chỉ có root là có quyền read write thôi, còn các user khác thì có thể đọc được. Bây giờ chúng ta thử đọc cái file này. Đây, chúng ta thấy là đây là nội dung của file. Thì trong cái file này chúng ta để ý là cái dòng đầu tiên á, mỗi mỗi user này thì nó chứa những cái thông tin như thế này. Đây là tên user. Rồi kế đến là mật khẩu. X nghĩa là chúng ta không biết mật khẩu của nó rồi đó. Đây là không, đây là user ID, group ID. Ở đây là thư mục home của user đó. Và cái này chính là shell, tức là khi user đã login vào Linux thì nó sẽ sử dụng cái shell này mặc định. Như vậy giữa các cái cột này chúng ta để ý là người ta dùng dấu hai chấm để phân cách. À, trên Ubuntu thì các user có ID nhỏ hơn 1.000 thì các user hệ thống, tức là user do Linux tạo ra. Khi mà chúng ta cài hệ thống xong thì chúng ta sẽ có cái ID đó. Ở đây ta để ý thí dụ như user seed này, là user mà chúng ta tạo ra, cho nên là chúng ta sẽ có cái ID đầu tiên là 1.000. Yeah. Và xem lại thì chúng ta thấy là cái quyền đó là root có toàn quyền. Root thì có quyền read write nhưng mà user bình thường thì không có, chỉ có quyền read thôi. Đó là lý do tại sao cái user seed này có thể xem được. Cái file này nó dài cho nên là chúng ta có những cái tool khác để chúng ta có thể xem tiện hơn. Thí dụ như tôi đánh lệnh head chẳng hạn. Thì khi mà tôi đánh lệnh head á, thì tôi sẽ xem được 10 dòng đầu tiên của file thôi. etc pass. Để chúng ta sẽ xem được 10 dòng đầu tiên. Cũng rất là tiện tại vì đúng là có nhiều khi mình đâu phải cần sẽ xem hết file. Mình chỉ cần xem một số dòng đầu thôi. Còn kem dùng lệnh tail thì chúng ta sẽ xem được 10 dòng cuối cùng. Đó, đây là những tiện ích rất là tiện lợi để chúng ta có thể xem. Đây, sheet là cái user nằm ở trong một trong 10 dòng cuối. Đây là những user mới được tạo ra này. Đó là file etc password. Bây giờ chúng ta phải thử xem cái file etc shadow. À, chúng ta thấy đối với file etc shadow thì owner là root. Owner có quyền read write. Như vậy có nghĩa là tôi là user root thì tôi có thể đặt mật khẩu. Nhưng mà người dùng khác, group owner thì có quyền read, không có write nha. Order user, tức là seed của mình trong trường hợp này nè, là order user thì chúng ta không làm được gì hết. Cho nên nếu bây giờ tôi muốn xem cái tập tin này, tôi đánh tail etc shadow, tôi sẽ bị bỏ lỗi permission deny, tại vì tôi không có quyền. Đó. Giờ nếu tôi đánh với quyền sudo, tức là quyền của root đó, thì chúng ta thấy là chúng ta xem được. Đây thì chúng ta xem, ta thấy là gì, thí dụ như user seed, đây là mật khẩu. Thực ra cái mật khẩu này nó đã được ghép với lại cái salt rồi, cái giá trị salt đã được ghép vào đây. Khi lưu trữ là người ta lưu trữ cái salt và cái giá trị hash. Và khi chúng ta nhập vô password á,
thì người ta mới lấy cái giá trị số, người ta ghép với password, người ta hash ra, người ta mới so với giá trị hash này, nếu khớp thì coi như là user được xác nhận xác thực. Đó, đây là cái cách làm mà hệ điều hành Linux người ta làm. Nên nếu mà mình nhìn vào đây đó, thì mình cũng không thể làm được gì hết. Đây là cái giá trị salt ghép với giá trị hash. Thì mình có thể tách được salt được không? Được. Là vì chúng ta thấy là chúng ta chỉ có những cái mã, thí dụ hiện nay là người ta không dùng MD5 nữa mà người ta có thể dùng SHA-256 là SHA-512 thôi, là số bit. Thì chúng ta đếm thử cái số ký tự là chúng ta sẽ xác định được cái phần chúng ta xác định được cái phần phần mật khẩu. Đó. Còn cái phần còn lại thì nó là salt. Thì từ đó mình có thể tính ngược lại. Đó. Bây giờ tôi thử nha. Tôi thử đánh thử là tôi dùng thử Open SSL. Tôi đánh echo. SHA 256. Chúng ta xem thử xem là nó có trong này không. À cũng không được, tại vì mình phải cái giá trị này mình phải ghép với lại giá trị salt thì mình mới ra được cái giá trị ở đây. Đó, nó khó là vậy đó. Phải ghép với giá trị salt. Cái giá trị này nè, phải ghép với salt thì từ SHA này thì nó mới ra được. Chứ còn nếu mà chúng ta không ghép thì không ra được. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại tiếp tục cái phần này. Như vậy là chúng ta vừa nói về mật khẩu, về cách lưu trữ mật khẩu an toàn, đó là người ta sẽ hash, rồi người ta lấy giá trị salt sẽ ghép vào trước khi người ta hash, thì nó tránh được cái tình trạng là các cái người dùng có mật khẩu giống nhau thì giá trị hash giống nhau, thì cái giá trị lưu trữ khác nhau, và đồng thời nó cũng tránh được cái nguy cơ bị tấn công bằng lookup table. Bây giờ chúng ta xem thử thêm là nếu đặt mật khẩu, nếu sử dụng cái cơ chế xác thực bằng mật khẩu thì nó có những cái vấn đề gì. Thì cái điểm yếu của mật khẩu là gì? Đó là người ta có thể tấn công bằng cách dùng từ điển như là chúng ta nói. Rồi người ta có thể thực hiện cái tấn công theo cái cách là gì? Là với một user người ta thử nhiều mật khẩu, thử nhiều cái hash, hoặc là người ta thử một cái giá trị hash với nhiều cái user khác nhau. Đó là những cái cách mà hacker người ta sử dụng. Rồi có thể đoán mật khẩu của một người dùng nào đó căn cứ trên những cái thông tin liên quan, thí dụ như là ngày tháng năm sinh, tên vợ con, họ hàng, thí dụ như vậy. Hoặc là workstation hay tracking, tức là người ta nó muốn nói đến cách mà chúng ta xâm nhập vào một cái máy nào đó, lợi dụng cái tình huống là gì? Cái người dùng đó người ta đi đi rời khỏi cái máy tính nhưng mà máy nó chưa bị lock lại. Thí dụ như là đứng lên đi ra ngoài hút thuốc, thí dụ như vậy. Chúng ta lẻn vào, lúc đó máy chưa bị lock. Đó. Chính vì vậy cho nên hiện nay những cái máy có nhiều cái máy mà máy business ấy, thì các em biết là khi mà chúng ta tới ta đến ngồi gần thì máy nó sẽ unlock, nhưng mà khi mình đứng lên mình đi xa ra một cái thì tự động máy nó lock lại. Đó thì những cái đó là những cái biện pháp để ngăn chặn cái chuyện hacker người ta có thể thâm nhập vào lấy những cái thông tin nhạy cảm hoặc là lấy mật khẩu. Người ta có thể khai thác những cái lỗi người dùng khi mà sử dụng máy tính, hoặc là khai thác những cái lỗi chẳng hạn như chúng ta sử dụng mật khẩu dùng đi dùng lại nhiều lần. Cái chuyện này nó cũng rất thường xuyên các em, là vì mình thì thực ra thì cái chuyện đặt mật khẩu đối với mình nhiều khi là nó là một cái trở ngại, cho nên là thường là chúng ta đặt cái mật khẩu như thế nào thì chúng ta cứ giữ nguyên như vậy để tránh tránh phải đổi đi đổi lại đó, đỡ mất công phải nhớ. Tuy nhiên là cái việc mà không đổi lại mật khẩu thì nó cũng là một cái nguy cơ, cho nên thường các hệ điều hành nó có cái chính sách. Ví dụ Windows nó là 42 ngày. Sau 42 ngày thì nhắc chúng ta đổi mật khẩu. Đó. Nhưng mà mình đổi rồi nhưng có khi lại mình lại quay trở lại cái mật khẩu trước đó mình đã dùng nữa cơ. Đó, thành ra đó là cũng là trong một trong yếu tố mà hacker người ta có thể lợi dụng. Rồi những cái biện pháp để ngăn chặn cái việc mà hacker có thể lấy mật khẩu đó là gì? Stop unauthorized access to password file. Ngăn chặn những cái truy cập bằng mật pháp nè, sử dụng những cái biện pháp phát hiện xâm nhập nè. Sử dụng cơ chế account lockout, tức là đăng nhập sau nhiều lần, sau bao nhiêu lần tự động khóa tài khoản. Rồi sử dụng những chính sách
Thí dụ như là không được phép sử dụng các cái mật khẩu phổ biến, hoặc là mật khẩu mà có thể dễ đoán, rồi tránh việc sử dụng lại mật khẩu. Một cái biện pháp nữa là có thể tăng cường cái việc giáo dục đào tạo, tăng cường cái hiểu biết của người dùng về các chính sách an toàn, rồi tránh cái việc mà chúng ta để máy đó mà chúng ta không logout. Mỗi lần mà chúng ta rời xa ra cái máy tính thì tự động máy nó phải logout lại. Hoặc là người ta có thể sử dụng những cái kỹ thuật để mã hóa đường truyền để tránh cái việc mà bị đánh cắp mật khẩu. Một số cái vấn đề khác, ví dụ như là too many password to remember, tránh cái tình trạng là mình lâm vô cái tình cảnh là gì, là chúng ta phải nhớ quá nhiều mật khẩu thì dẫn đến là mình sẽ sử dụng lại như lúc nãy chúng ta nói, hoặc là quên thay đổi mật khẩu mặc định. Thí dụ những cái modem ADSL ở nhà chúng ta sử dụng á, thì chúng ta hay bị cái chuyện này. Thí dụ mật khẩu là admin, rồi password là admin chẳng hạn, thì nhiều khi mình vô rồi mình đặt mật khẩu wifi thôi, còn cái mật khẩu của cái router nhiều khi mình không bao giờ đặt đó. Hoặc là hacker người ta cũng hay lợi dụng cái kênh này, social engineering, tức là dùng cái kỹ năng xã hội để người ta có thể lấy được cái thông tin về mật khẩu. Hoặc là lưu ý là những cái log file cũng có thể là nơi lưu trữ những cái thông tin mà chúng ta đăng nhập, rồi những cái lỗi phần mềm, hoặc là những cái phần mềm mà nó ghi nhận lại những cái phím mà chúng ta bấm, hoặc là những cái phần mềm gián điệp chẳng hạn. Đó là những cái vấn đề liên quan đến cái chuyện mà mật khẩu có thể bị lộ. Thế thì kết lại là gì? Kết lại là cái tấn công mật khẩu á, thì nhìn chung đó là cái cách tấn công dễ nhất trong tất cả những cái biện pháp xác thực mà người ta sử dụng. Và thường thường đó là lý do, thường thường là do chúng ta đặt cái mật khẩu đó yếu quá, hoặc là sử dụng cái mật khẩu dở quá. Cái mật khẩu dở có thể là ngắn quá, không phức tạp, dựng từ trong từ điển, hoặc là bị social engineering. Cho nên là cái password thì luôn luôn là một cái vấn đề liên quan bảo mật, mà là vấn đề lớn ha, và nó vẫn còn tiếp tục là một cái vấn đề quan trọng. Thì ở đây là những cái công cụ dùng để bẻ khóa mật khẩu. Đây chưa phải là tất cả nha, nhưng mà là những cái nổi tiếng. Thì lát nữa trong cái bài lab của mình đó, thì chúng ta có cái bài lab sử dụng cái này, John the Ripper, để chúng ta có thể bẻ mật khẩu. Trong trường hợp cái ví dụ bài lab của mình là chúng ta sẽ copy cái file etc shadow những lúc nãy chúng ta đã giới thiệu đó, rồi chúng ta thử chạy cái chương trình này để chúng ta dò ra mật khẩu. Các em sẽ thấy là nó dò rất là nhanh nha. Trên Windows chúng ta cũng có công cụ, nhưng mà nhắc lại là cái việc mà chúng ta sử dụng những cái tool này để chúng ta bẻ khóa không phải là để dạy cho các em cái cách bẻ mật khẩu người khác, mà đây là cái biện pháp để chúng ta tự kiểm tra cái độ phức tạp cái mật khẩu mình đặt xem nó có đủ an toàn hay không. Rồi tới đây là chúng ta kết thúc cái phần nói về cái biện pháp xác thực đầu tiên, đó là dựa trên cái yếu tố là something you know, là mật khẩu nha. Lát nữa chúng ta sẽ nói về hai cái biện pháp sau, đó là something you are và something you have. Bây giờ chúng ta nghỉ làm một chút.